Thưa quý vị, theo thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCert, Bộ Thông tin và Truyền thông có 56.941 lượt phản ánh tin nhắn rác, giảm 37,3% so với năm 2017. Theo đó, lượng phản ánh tin nhắn rác của từng nhà mạng như sau. Vinaphone là 25.842 lượt, Mobifone là 11.665 lượt và Viettel là 14.071 lượt. Vietnam Mobile là 2.667 lượt, Chi Mobile là 195 lượt. Qua thống kê cho thấy, Vinaphone là nhà mạng đang bị phản ánh có lượng tin nhắn rác nhiều nhất hiện nay, chiếm đến gần một nửa lượng tin nhắn rác đã phát tán đi trên mạng di động Việt Nam trong năm 2018. Trong khi đó, thì MobiFone đã giảm lượng tin nhắn rác một cách rất ấn tượng với tỷ lệ giảm lên đến 76,7% so với năm 2017.